Phương được bà Lan cử tới kiểm soát Gia An, cháu nội ham chơi của bà, vừa xuống sân bay không chịu về nhà đã đi tụ tập bạn bè. Gia An, Lãnh Thanh nói dối là mất hộ chiếu phải đến đại sứ quán giải quyết, nhưng bà Lan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh có vẻ như biết thừa chiêu dối trá của cháu nội mình. Bà tỏ vẻ tin lời của An, nhưng mặt khác vẫn điều trợ lý của mình tới kiểm soát cháu trai. Trong khi đó, Gia An sau khi nói dối bà đã hẹn hò, tụ tập với đám bạn Zikit để đốt hết số tiền hôm nay kiếm được. Phương, Việt Hoa, trợ lý của bà Lan, được bà cử đến chỗ Gia An. Đến nơi, Phương gọi điện báo cho bà Lan và tỏ ra bất ngờ không biết bằng cách nào mà bà Lan lại biết được chỗ Gia An tụ tập với đám bạn. Bà Lan vội vào họp nên không nói chuyện nhiều, chỉ dặn Phương chủ động giải quyết mọi việc. Nhưng lưu ý không để nó thoải mái quá, càng ức chế, càng khó khăn càng tốt. Bà Lan dặn dò Mai, Phương sẽ giải quyết như thế nào? Trong khi trợ lý ái ngại việc giao Gia An phụ trách mảng tài chính của công ty thì bà Lan, giám đốc, lại cho rằng công ty của mình già cỗi, cần phải thay máu. Tại trại dưỡng lão, ông Sang, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh phản ánh với người quản lý về việc rau có thuốc, ăn vào đau bụng. Người quản lý giải thích rằng rau mua ở siêu thị, mong ông Sang đừng có kết luận hồ đồ. Trong khi hai người đang tranh luận, bà Lan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, giám đốc và trợ lý, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỳ cũng vừa có mặt tại đó. Nghe được tất cả, ông Sang thấy sự xuất hiện của hai người, nghĩ họ là bên cung cấp rau cho bếp ăn nên mắng mỏ cả hai. Làm gì cũng phải có tâm có đức, đừng vì mấy đồng lợi nhuận mà tống rau bẩn cho chúng tôi ăn, ông Sang bức xúc. Sau khi giải quyết vụ việc tại trại dưỡng lão, trên đường về, ông trợ lý khuyên bà Lan nên suy nghĩ lại về dự án này. Tuy nhiên, bà Lan khẳng định trong kinh doanh dù lợi nhuận cần đặt lên hàng đầu, nhưng cũng có những việc cần ưu tiên những yếu tố khác. Bà Lan cũng thông báo cho trợ lý rằng sắp tới bà sẽ giao cho Gia An, Lãnh Thanh quản lý mảng tài chính của công ty. Chú dành thời gian để hỗ trợ cháu hết lòng nhé, bà Lan nói với trợ lý. Tuy vậy, ông trợ lý lại muốn bà Lan suy nghĩ lại vì Gia An còn trẻ quá. Bà Lan lại có quan điểm ngược lại, công ty này quá già cỗi rồi, cần phải thay máu thôi.